niên làm theo lời ban, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí cùng làm nên. Kết thế lại, thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình, độc lập, tự do. Làm nên.